Thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện cầu voi, những bút lục công khai nhân chứng để trống số chứng minh nhân dân trong quá trình soi bút lục và các văn bản trong hồ sơ vụ án bưu điện cầu voi. Điểm trùng hợp rất kỳ lạ là các biên bản lời khai của các nhân chứng đều để trống phần số chứng minh nhân dân và hộ chiếu. Chứng minh nhân dân, tức chứng minh thư, là giấy tùy thân của mỗi công dân trên 16 tuổi để chứng minh nhân thân với thông tin cơ bản về ngày tháng năm sinh quê quán nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và đặc điểm nhân diện và điểm chỉ vân tay tham gia giao thông bị phạt cùng phải trình giấy chứng minh nhân dân cho cảnh sát giao thông lập biên bản ghi số chứng minh nhân dân mất trộm báo cướp hay làm đơn thư gửi cấp chính quyền đều phải cung cấp số chứng minh nhân dân trong một vụ án bưu điện cầu voi cán bộ điều tra của cơ quan điều tra tỉnh Long An tại sao lại quên mất thủ tục căn bản này Suốt thời gian vụ án, rất nhiều câu hỏi đặt ra về thân nhân nghi can Nguyễn Văn Nghị mà cơ quan công an tỉnh Long An đã cung cấp thông tin vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2008 rằng anh ta được trinh sát đón lòng tại nhà cha mẹ ở Cai Lợi, Tiền Giang để di lý về tân an lấy lời khai. Vậy Nguyễn Văn Nghị là ai, sinh năm bao nhiêu, đặc điểm nhận dạng như thế nào, làm công việc gì tại xa như thành và có mối quan hệ ra sao với hai nạn nhân Hồng và Vân? Tất cả những câu hỏi đó đều mù mờ, không có lời giải đáp. Ngoài những thông tin của công an tỉnh Long An cung cấp ra cùng một số bút lục của các nhân chứng nào đó về nhân vật Nguyễn Văn Nghị, hồ sơ về nghi can này đến nay không tìm thấy. Do vấn đề gây thắc mắc lớn, nên trong tháng 5 năm 2020 đã có phóng viên về đã có phóng viên về đúng địa chỉ tại Cái Lợi Tiền Giang để tìm tung tích Nguyễn Văn Nghị thì người địa phương không biết Nguyễn Văn Nghị là ai và không cung cấp được tin tức gì dù là manh mối nhỏ. Trong khi đó, những thông tin phản hồi dư luận Nguyễn Văn Nghị là người nào thì công an tỉnh Long An lại chỉ một người là Nguyễn Hữu Nghị sinh năm 1984, ngụ ở xã Nhi Thành, làm nghề bán bảo hiểm xe máy và không liên đới gì tới vụ án. Vậy cuối cùng ai mới trả lời được câu hỏi Nguyễn Văn Nghị có thật hay chỉ là một nhân vật hư cấu? Nếu có thật thì Nguyễn Văn Nghị ở đâu, còn nếu hư cấu thì hư cấu nhằm mục đích gì? Chính từ sự thiếu sót về mục chứng minh nhân dân cùng với nhiều điểm khuất mù mờ khả nghi đã khiến chúng tôi buộc phải dùng câu hỏi không phải một mà tất cả các bút lục hồ sơ của vụ án do công an tỉnh long an và viện kiểm sát tỉnh long an đóng dấu là không tuân thủ đúng nghiệp vụ điều tra và trình tự quy chuẩn văn bản vụ án hồ duy hải và tâm huyết của luật sư trần hồng phong hết giờ trưa nay luật sư trần hồng phong gọi điện cho tôi mấy anh em đồng nghiệp ngồi ăn trưa với nhau cùng không biết thức ăn của quán này làm ngon hay không tất cả tập trung chú ý vào phán quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao trong phiên tòa giám đốc thẩm vụ án của hồ duy hải phạm tội giết người, bị án phúc thẩm tuyên án tử hình. 11 năm nay, gia đình, luật sư, báo chí, một số cơ quan có thẩm quyền lên tiếng vụ án xử oan, bò lọt tội phạm. Luật sư Trần Hồng Phong được tòa án nhân dân tối cao mời tham gia xét xử theo trình tự giám đốc thẩm vụ án này cho biết. Trong phiên tòa giám đốc thẩm do ông Nguyễn Hòa Bình tranh án tòa án nhân dân tối cao làm chủ tòa. Với hội đồng xét xử 17 thẩm phán trong hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao có sự tham gia của đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị đại diện khách mời của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, các cơ quan tiến hành tố tụng từ điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, rất ít cơ quan báo chí được mời tham dự. Luật sư Trần Hồng Phong được mời tham dự xét xử trong vòng 3 ngày, nhưng trong ngày đầu tiên được trình bày trong khoảng 20 phút. Sau đó chủ tọa phiên tòa ông Nguyễn Hòa Bình đã mời luật sư Trần Hồng Phong ra về vì đã xong nhiệm vụ, còn lại là việc xét xử nội bộ. Luật sư Trần Hồng Phong không đồng tình với ý kiến này và đã có đơn kiến nghị xin được tham gia cả quá trình xét xử như trong giấy mời, nhưng chủ tòa không đồng ý. Và hướng dẫn luật sư Trần Hồng Phong có nội dung gì thì trình bày cho văn phòng tòa án tối cao. Anh em luật sư chúng tôi ngờ ngàng và cảm thông cho luật sư Trần Hồng Phong thực sự tâm huyết đối với vụ án này trong 11 năm qua. Bỏ chi phí ăn ở đi lại từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội theo giấy mời tham gia 3 ngày, nhưng chỉ được một buổi và được trình bày khoảng 20 phút rồi ra về. Tôi hỏi luật sư Trần Hồng Phong tại sao báo chí vừa đưa tin là chủ tòa phiên tòa nói rằng mời một số luật sư nhưng lại vắng mặt. Vậy thì có mời thêm luật sư nào không? Tôi đặt vấn đề luật sư Nguyễn Văn Đạt tham gia bào chữa sơ thẩm và phúc thẩm thì do tuổi cao sức yếu nên đã theo con ra nước ngoài để chữa bệnh cách đây 4 năm. Sau khi ra Hà Nội gặp tôi cùng trao đổi và cung cấp hồ sơ về vụ án, luật sư Võ Thành Quyết, đoàn luật sư tỉnh Long An được cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định bào chữa cho Hồ Duy Hải nhưng lại thu lệ phí luật sư của gia đình Hồ Duy Hải, đồng thời bị gia đình Hồ Duy Hải tố cáo là nhiều bạn cung lấy lời khai của Hồ Duy Hải không có luật sư Quyết tham gia, nhưng lại có chữ ký của luật sư. Mặt khác, luật sư vào thành Quyết đã chết cách đây 2 năm. Hai luật sư có đơn mời của mẹ Hồ Duy Hải tham gia tư vấn và có ý kiến trong vụ án này là tôi và luật sư Trần Văn Tạo, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi đã, thì tôi đã gọi điện cho luật sư Trần Văn Tạo cho biết, cũng không có giấy mời vậy tòa án nhân dân tối cao cần làm rõ vấn đề này. Nhưng luật sư nào đã được mời tham gia phiên tòa mà không có mặt nhằm bảo vệ uy tín cho giới luật sư? Tôi tham gia vụ án này sau khi được công luận lên tiếng là vụ án oan với tư cách đồng nghiệp. Tôi đánh giá rất cao lương tâm, đạo đức, trách nhiệm của luật sư Trần Hồng Phong. 11 năm qua không quản ngại khó khăn vất vả, mặc dù miễn phí luật sư, nghiên cứu hồ sơ, đi lại, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền về vụ án oan sai này tôi trân trọng chủ tịch nước trương tấn sang ủy ban tư pháp của quốc hội ủy ban thường vụ của quốc hội ban nội chính trung ương đảng văn phòng chủ tịch nước viện kiểm sát nhân dân tối cao đã đặc biệt quan tâm đến vụ án này điều mà tôi sợ nhất trong phiên tòa giám đốc thẩm là không theo công lý mà theo phi lý đã xảy ra bởi trong thực tế gần như đa số các phiên tòa luật sư đề nghị tranh tố tụng làm sáng tỏ nội dung vụ án những đại diện viện kiểm sát nói một câu ngắn gọn làm cho đường lối cải cách tư pháp của đảng và quy định của pháp luật bị gói gọn vào một câu Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm, đề nghị hội đồng xét xử quyết định. Thế rồi trong bản án chỉ ghi nhận được một vài ý của luật sư và thế là tuyên án. Hoặc những vụ án vi phạm nghiêm trọng về tố tụng, nhưng rồi lại được một câu ca muôn thuở. Tuy rằng có vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi nội dung của vụ án. Và thế là tuyên án hoặc bí bách quá nhằm bao che cho những sai sót của cơ quan cá nhân tiến hành tố tụng thì căn cứ duy nhất vào bằng chứng bị cáo đà nhân tội không có bằng chứng nào thể hiện bất cung nhục hình mớm cung thử hỏi trong bốn bức tường xét hỏi tại trại tạm giam giờ bị cáo với điều tra viên thì lấy đâu ra bằng chứng mặt khác pháp luật đã quy định rõ lời khai của bị can bị cáo không phải là bằng chứng duy nhất để buộc tội lời khai đó phải phù hợp với các chứng cứ khách quan khác điều này pháp luật quy định nhưng mấy ai từ điều tra viên kiểm sát viên thẩm phán quan tâm với nhận thức cá nhân của tôi thì hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao cần tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm trả lại điều tra từ đầu vụ án này đó mới là quyết định đúng pháp luật nhưng biết đâu đó sự kêu oan của gia đình Hồ Duy Hải trở nên vô giá trị. Mọi bài báo lên tiếng về vụ án này cùng thành giấy lộn, kiến nghị của Ủy ban tư pháp Quốc hội, kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, kiến nghị của các luật sư đều trở nên vô nghĩa. Tất cả đều thua 17 người được nhà nước trao phong thẩm phán trong hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao. Chúng tôi đã gửi kiến nghị đề nghị tiểu ban nhân sự đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 cần lưu ý đánh giá năng lực và phẩm chất cán bộ qua vụ án này cũng như việc chủ trương xây tượng vua Lý Thái Tổ ở tòa án khắp cả nước, đúc tường đồng nguyên các tranh án tòa án nhân dân tối cao để đặt trưng bày tại các tòa án, có ngân sách nhà nước tiền của nhân dân là rác rưởi hoặc quy nộp tiền của các cán bộ tòa án nhân dân trong cả nước để tô vẽ cho hình ảnh của mình. Chỉ riêng việc chủ trương xây dựng tượng cùng đủ để cho nghỉ hưu ngay được rồi, càng để lại càng phá nước hại dân. Bản thân tôi sẽ có văn bản cung cấp các thông tin có giá trị không phổ biến để tiểu ban nhân sự đại hội đảng lần thứ 13 chọn đúng người có đủ đức và tài làm thống lĩnh tòa án nhân dân tối cao. Tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm hiếm hoi tại Việt Nam về kỳ án Hồ Duy Hải bị hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội giết người. Kỳ án Hồ Duy Hải giết người xảy ra tại bưu điện cầu voi tỉnh Long An vào giữa tháng giêng năm 2008. Nạn nhân là hai cô gái xinh đẹp nhưng xấu số phiên tòa giám đốc thẩm đã diễn ra trong 3 ngày. Ngày hay đêm đều cần thiết cho môi trường và môi sinh là sự diệu kỳ của tạo hóa. Những sinh vật kiếm ăn ban ngày thì ban đêm nghỉ ngơi, trái lại những sinh vật kiếm ăn ban đêm thì ngủ ngày. Con người là sinh vật ngày thì ví bóng đêm là tà thần. Song hiện tại người ta rất sợ và khinh bị những kẻ đi đêm giữa ban ngày với quan quyền làm điều mờ ám lợi mình hai người, đôi khi ác hơn cả quỷ ma và dĩ nhiên những kẻ chấp pháp và những kẻ cầm cân này mực công lý, hành xử thiếu minh bạch, không tuân thủ pháp luật thì khó tránh việc nhân dân nghi ngờ về chuyện ai đó đã đi đêm để làm sai lệch hồ sơ vụ án, bắt tay dưới gầm bàn để dàn xếp tỷ số. dẫn luận công luận, ý kiến của các luật sư, đặc biệt là kết luận thẩm tra của đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga cho thấy kỳ án của Hồ Duy Hải có quá nhiều thiếu sót từ khâu điều tra xét hỏi cho đến khâu tố tụng xét xử. Nhưng lôi mắc phải rất ngớ ngẩn, như không thu giữ tăng vật gây án mà ra chợ mua tăng vật Người bị kết tội giết người thì không tìm được dấu vân tay trong hiện trường vụ án. Người khả nghi cao thì được xem là ngoại phạm, được rút biên bản lời khai ra khỏi hồ sơ vụ án để hoàn toàn vô can. Người làm chứng thì chỉ thấy người tựa tựa hung thủ chứ không dám chắc và cũng không được đưa đến phiên xử để đối chất. Việc kết tội Hồ Duy Hải dựa hoàn toàn vào lời khai của Hồ Duy Hải chứ không coi trọng chứng cứ. Ai cũng biết vì sao ông Huỳnh Văn Én không giết người mà vẫn khai mình là hung thủ gây án. Việc tòa án dựa vào lời khai của Hồ Duy Hải Trọng cung chứ không trầm chứng để tuyên án sẽ chẳng khác gì vụ của Huỳnh Văn Nén. Việc tái thẩm kỳ án của Hồ Duy Hải sẽ làm cho dư luận vui mừng, muốn công lý được thể hiện kẻ thù ác phải bị trừng trị, những cú đi đêm dàn xếp dưới gầm bàn phải được lật mặt nếu có, kẻ vô tội phải được trả tự do và đền bù tương xứng. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại ba dấu chấm hỏi, không dễ có câu trả lời lúc này. Một chủ tòa phiên tòa giám đốc thẩm từng là viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao không kháng nghị kỳ án của hồ duy hải dù là kỳ án luôn nóng hay là kỳ án của hồ duy hải nội đình nội đám do sai sót tố tụng nghiêm trọng từ khâu điều tra đến khâu xét xử trong phiên tòa giám đốc thẩm luật sư hồ duy hải chỉ được phép nêu quan điểm mà không được tham gia tranh tụng làm các luật sư cho rằng không đúng với quy định của pháp luật câu hỏi đặt ra là dùng sai sót sau để sửa sai sót trước có đem lại kết quả đúng đắn ba là việc trả lại công bằng cho hồ duy hải nếu đúng ngồi với Hải vô tội thì sẽ đùng chạm không ít cán bộ tai to mặt lớn thì liệu con kiến có kiền được cú khoai? Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điển cầu voi, phó công an xã tử vong khi trực đêm ở trụ sở. Sáng anh đi tuần tra với các công an viên ở xã và thân đau đầu, tối về trực tại cơ quan thì tử vong đột ngột. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhị Thành, huyện Thu Thừa, tỉnh Long An cho biết cơ quan pháp lý đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang xác minh làm rõ nguyên nhân một phó trưởng công an xã đã tử vong khi đang trực tại cơ quan. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 10 tháng 6, anh Trần Thanh Lâm, 38 tuổi, phó trưởng công an xã Nhị Thành, đi tuần tra với công an viên ở xã và có than đau đầu. Chiều tối cùng ngày, anh Lâm vào làm nhiệm vụ trực đêm cơ quan ở trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Đến 21 giờ khi đang nằm vòng xem TV, các dân phòng thấy anh Lâm gồng mình lên mấy lần như bị khó thở. Khi mọi người lay người anh Lâm kiểm tra, thì phát hiện anh bất tỉnh và tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định rõ nguyên nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, khả năng anh Lâm bị suy tim, suy phổi dẫn đến tử vong đột ngột. Theo Ủy ban Nhân dân xã Nhị Thành, ông Lâm vào công tác tại xã từ năm 2007 đến nay và hiện đang làm phó công an xã, bán chuyên trách. Gia đình ông Lâm cũng thuộc diện khó khăn, hai con còn nhỏ, một bé học lớp 1 và một bé đang học mẫu giáo. Hiện thi thể anh Lâm đang được giao cho gia đình đưa về tổ chức mai táng. Theo Ủy ban Nhân dân xã Thị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 6, ông Lâm cùng một số công an viên đi tuần trên địa bàn. Đến khuya ông trở về cơ quan nghỉ ngơi. Lúc này một số công an viên nghe thấy tiếng đồng lạ phát ra từ phòng ông Lâm nên đến kiểm tra và phát hiện nạn nhân nằm ú ớ, thở yếu và tử vong sau đó. Theo một số cán bộ xã Như Thành, trước khi mất, sức khỏe của ông Lâm ổn định nguyên nhân tử vong ban đầu do khám nghiệm tử thi cho rằng là khả năng do đột quỵ nhưng theo một số nguồn tin nội bộ cho biết về cái chết của ông trần thanh lâm không chỉ đơn giản như thế trong vụ án bưu điện cầu voi có thể ông trần thanh lâm đã biết điều gì nên có thể đã bị thế lực ngầm đứng sau che đậy hung thủ thực sự ra tay để bịt đầu mối chúng ta hãy cùng chờ xem cơ quan công an tỉnh long an ra thông cáo về cái chết của ông trần thanh lâm trong vụ án bưu điện cầu voi trước ông Trần Thanh Lâm đã có 4 người tham gia vụ án bưu điện cầu voi đều bị đột tử. Trước đó dư luận cũng có nhiều lời đồn đoán về hiện tượng này với những suy diễn khác nhau và có những người suy diễn đây là luật nhân quả bởi họ làm điều ác với Hồ Duy Hải. Nhưng một chi tiết bất ngờ đã được hé lộ. Người đột tử đầu tiên là công an viên xã Nhị Thành Huỳnh Văn Minh. Anh này đột tử vào năm 2009 khi đang trực đêm tại xã Nhị Thành. Và giờ đây anh Trần Thanh Lâm cùng đột từ sau khi trực đêm tại xã Nhị Thành. Tuy nhiên theo tìm hiểu của chúng tôi thì Huỳnh Văn Minh không tham gia vào vụ án trên và nếu có là vai trò phụ giúp không quan trọng. Vì ngay từ đầu trách nhiệm điều tra vụ án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Long An thủ lý. Ngay trong lần đầu tiên trưởng Công an xã Nhị Thành mời đến làm việc. Hồ Duy Hải đang về nhà nội ở thành phố Hồ Chí Minh đã gọi điện hỏi ông trưởng công an xã về thời gian và địa điểm làm việc và được hướng dẫn là đến thẳng trụ sở phòng cảnh sát điều tra tại chân cầu sắt Tân An. Vì vậy cái chết của ông Minh công an viên tuy xảy ra trên địa bàn vào thời điểm diễn ra vụ án nhưng được suy đoán là sự tình cờ ngẫu nhiên, không liên quan và không ảnh hưởng đến vụ án. Tuy nhiên với ba người còn lại đều có vai trò quan trọng và cái chết của họ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm rõ bản chất sự thật của vụ án. Một nhân chứng bí ẩn đoán được lời khai của Hồ Duy Hải trước tòa. Người đột tử thứ hai là công an viên Nguyễn Thanh Hải, chết năm 2010 vì tai nạn giao thông ngay trên đường từ tỉnh lộ vào trụ sở ủy ban nhân dân và công an xã. Tuy là công an viên nhưng Nguyễn Thanh Hải có vai trò quan trọng trong vụ án bởi là nhân chứng. Tuy nhiên sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Hải trong vụ án lại rất bí hiểm theo lời bào chữa của luật sư nguyễn văn đạt và đơn kêu an của luật sư trần hồng phong thì trong tất cả các bản ghi lời khai của hồ duy hải trong giai đoạn điều tra hồ duy hải đều nhận tội nhưng sau khi có kết luận điều tra lần đầu tiên gặp hồ duy hải luật sư nguyễn văn đạt đã nghe hồ duy hải kêu an cho rằng không thực hiện hành vi giết người nhưng hồ duy hải không nói chi tiết sau khi ra tòa sơ thẩm lần đầu tiên hồ duy hải công khai kêu an trong lời khai của tòa nếu không giết người vì sao biết được diễn tiến vụ án hồ duy hải giải thích là do nghe công an viên nguyễn thanh hải kể lại toàn bộ nên thuật lại ngay lập tức đại diện viện kiểm sát đã lấy ra tờ giấy cam kết của nguyễn thanh hải khẳng định không tiếp xúc không nói chuyện với hồ duy hải về diễn tiến vụ án điều kỳ lạ bí hiểm ở đây là vì sao viện kiểm sát đoán được hồ duy hải sẽ kêu an và lêu lý do này để chuẩn bị sẵn tờ cam kết ấy Bí ẩn nữa là bản cam kết này được thu thập và trình bày tại phiên tòa, lại sai về quy định thực hiện thu giữ theo quy định tố tụng nhưng lại được tòa án sơ thẩm chấp nhận xem như là chứng cứ bác bỏ lời kêu oan của Hồ Duy Hải, kỳ lạ hơn, chứng cứ quan trọng này cũng không được tòa cập nhật đưa vào hồ sơ vụ án, đến nay đã không còn dấu vết. Tại phiên tòa phúc thẩm, chi tiết này đã được nhắc lại trong phần xét hỏi nhưng rất tiếc, tòa đã không triệu tập nhân chứng Nguyễn Thanh Hải để tiến hành đối chất khi được tòa hỏi hồ duy hải đạt trả lời trích nguyên văn từ biên bản phiên tòa bị cáo có nói có nghe ngóng những người đi xem về nói có hai người bị giết ở bưu điện cầu voi nghe kể nhân viên của xã nhị thành đến bảo vệ hiện trường vụ án nên bị cáo lái xe đến ủy ban nhân dân xã nhị thành thì gặp nguyễn thanh hải và nguyễn thanh hải thuật lại cho bị cáo nghe điều này có cơ sở vì tại thời điểm đó hồ duy hải là quân dân xã nhị thành huyện thu thừa tỉnh long an nên việc chiến quân quen biết nhau nghe công an viên xã kể chuyện vụ án là điều bình thường nhưng trước câu trả lời khá rõ ràng ấy, chủ tòa phiên tòa đã hỏi vận lại Hồ Duy Hải một câu vô lý và phi logic. Theo bị cáo, công an viên có được đến hiện trường vụ án hay không? Theo thực tế, Hồ Duy Hải không thể biết được và theo luật pháp, Hồ Duy Hải không cần thiết phải biết điều này. Tuy nhiên, cái chết bất ngờ của Nguyễn Thanh Hải làm cho câu hỏi vì sao viện kiểm soát đoán trước được câu trả lời của Hồ Duy Hải trước phiên tòa để chuẩn bị bản cam kết phải rơi vào ngọ cụt. Hai trưởng phòng cảnh sát điều tra yêu cầu xếp cụ bào chữa cho bị cáo sau đó đột tử. Người đột tử thứ ba là trưởng phòng cảnh sát điều tra Phạm Văn Tiến, phó trưởng ban chuyên án. Ông Tiến là người chỉ đạo trực tiếp điều tra vụ án và là người phát ngôn với báo chí. Nhiều báo chí trong thời điểm điều tra đã diện nguồn từ thông tin của thượng tá Phạm Văn Tiến. Ông đã tiến hành điều tra và quyết tâm phá án là cái chết của hai cô gái quá thương tâm bằng mọi giá chúng ta phải tìm được ra hung thủ. Trong những biện pháp bằng mọi giá ấy, có việc làm kỳ lạ là ngay sau khi khởi tố vụ án, ngày 1 tháng 4 năm 2008, Phòng Cảnh sát điều tra đã có công văn trưng cầu trực tiếp đoàn luật sư tỉnh Long An yêu cầu đích danh luật sư Võ Văn Quyết làm luật sư chỉ định cho Hồ Duy Hải mà gia đình hoàn toàn không hề hay biết. Điều này trái với quy tắc hỗ trợ pháp lý cho bị can bị cáo, đó là cơ quan tố tụng phải gửi công văn trưng cầu luật sư đến trung tâm hỗ trợ pháp lý rồi trung tâm sẽ giới thiệu luật sư cho gia đình lựa chọn, sau đó mới chuyển yêu cầu đến đoàn luật sư. Kỳ lạ hơn nữa là vào thời điểm này, công an điều tra liên tục khám xét nhà Hồ Duy Hải đến mức đào cả nền nhà vào phòng em gái Hồ Duy Hải, thu giữ cả nữ trang được mua ở tiệm vàng Ngọc Sương có chứng từ hạn hoi. Và điều bất ngờ khi luật sư quyết vốn là thủ trường tiền nhiệm của Thường Tá Tiến. Vào tháng 6 năm 2008, sau khi gia đình Hồ Duy Hải buộc lòng ký hợp đồng với ông Quyết, thì Thượng tá Tiến đã gọi điện kiểm tra xem gia đình có thực sự đã thuê luật sư Quyết hay chưa. Khi gia đình Hồ Duy Hải xác nhận đưa ra số hợp đồng, thì ngay lập tức việc khám xét chấm dứt. Sau đó gia đình Hồ Duy Hải thuê luật sư Nguyễn Văn Đạt bào chữa, thì cơ quan điều tra và tòa án vẫn chỉ tiếp tục chấp nhận ông Quyết là luật sư chỉ định. Ông Tiến bị đột, ông Tiến bị đột từ trong, ông Tiến bị đột từ trong trụ sở cơ quan ngay trong cuộc họp vào năm 2012. Đây là cái chết bất thường, đột ngột bởi vào đêm trước đó, một cán bộ cơ quan cấp dưới cùng đi nhậu với ông và đưa ông về cho biết ông vẫn khỏe mạnh bình thường. Hệ quả cái chết của ông Tiến là việc điều tra, làm rõ lại vụ án ở nhiều vấn đề, trong đó có chuyện vì sao chỉ định luật sư quyết sẽ khó khăn hơn. Ba lời khai kinh hoàng của ông kiểm sát viên cấp cao. Khi tham gia vụ án này, người đột tử cuối cùng là kiểm sát viên cấp cao thuộc Viện Kiểm sát Phúc Thẩm, Viện Kiểm sát Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Lộng ông là người giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm hồ duy hải quê tại thủ thừa long an ông lâm từng là trưởng phòng kiểm sát kinh tế của viện kiểm sát tỉnh long an trước khi chuyển về viện kiểm sát phúc thẩm ông lâm được bạn bè và đồng nghiệp quý trọng là người giỏi nghiệp vụ sinh hoạt mực thước điều trớ trêu là ông lâm không phải là người xa lạ chính là bạn học của bà nguyễn thị rượi di ruột của hồ duy hải và là người đồng hành của bà loan mẹ của hồ duy hải đi kêu an ngay trong phần tranh luận tại phiên tòa ông lâm cùng thừa nhận Điều quan trọng là trong vụ án này, các cơ quan tố tụng đã bỏ qua hành vi hiếp dâm qua hình ảnh thể hiện trên hiện trường. Nhưng điều kỳ lạ là ông không hề kiến nghị hủy án điều tra lại trước tình trạng vi phạm tố tụng nghiêm trọng để soát người lọt tội. Ông lầm bị đột tử vào năm 2013 tại gia đình, được xác định là do tai biến mạch máu nào. Hệ lụy cái chết của ông trong vụ án này qua lời nhắn với bà Rượi là câu hỏi là người chú ý ông xử án tử hình Hồ Duy Ai sẽ mãi mãi không có lời đáp. Phải chăng chính lời suối, sức ép nào đó, cần đổ tội cho Hồ Duy Hải mà ông Lâm đã vượt lên pháp luật, chấp nhận bỏ qua chuyện bò lọt, tội hiếp dâm. Bởi điều tra tội hiếp dâm sẽ lòi ra nhân vật khác. Chúng tôi đã tìm hiểu về bốn cái chết này, không phải chuyện hiếu kỳ, cũng không nhằm nói đây là chuyện giết người diệt khẩu như một kỳ án, mà chỉ phân tích vai trò cái chết của từng người trong mối liên quan đến vụ án, ảnh hưởng như thế nào nếu phải xét xử lại vụ án. Và nạn nhân thứ năm là Phó Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, ông Trần Thanh Lâm cùng kết một cách bất ngờ. Liệu thời gian sắp tới đây những người liên quan đến vụ án có bị tử vong đột ngột hay không? Thế lực đứng sau hung thủ thực sự trong vụ án bưu điện cầu voi thực sự là quá khủng khiếp. Chúng sẵn sàng ra tay để bịt đầu mối, để loại bỏ những người liên quan đến vụ án, để giúp che đậy hung thủ thực sự và quyết đẩy Hồ Duy Hải thành vật thế thân. Vụ án bưu điện cầu voi, điều tra viên đã dựng một kịch bản tồi tàn như thế nào? vụ án bưu điện cầu voi cho thấy những sai sót khó có thể chấp nhận được trong khi khám nghiệm hiện trường về thu giữ vật chứng vụ án giết người dùng dao nhưng không thu giữ được vật chứng là dao đập bằng thớt thì không thu giữ được thớt đánh người bằng ghế nhưng thu giữ nhầm chiếc ghế về mẫu máu tại hiện trường có thể máu là của hung thủ nhưng cơ quan điều tra không trưng cầu giám định ngay lập tức để mấy tháng sau khi mẫu máu bị hủy hoại mới trưng cầu cho kết quả giám định sai phạm này dẫn đến hệ lụy là chúng ta không loại trừ được nghi ngờ rằng hung thủ giết hai nạn nhân có thể là một người khác dấu vân tay thu được tại hiện trường vụ án vẫn chưa xác định được đó là dấu vân tay của ai trong khi kết quả giám định đó không phải là dấu vân tay của hồ duy hải dấu vân tay đó của ai liên quan đến vụ án là điều cần thiết đó có phải là dấu vân tay của kẻ gây án hay không? Tại sao cơ quan điều tra lại bỏ qua? Nguyên gốc lời khai là loại chiếc xe Dream đã cụ nhưng được sửa thêm cả dòng trên lần dòng dưới thành câu Loại chiếc xe Dream biển số 0842 đã cụ. Những sai sót trong quá trình điều tra vụ án đều là những sai sót nghiêm trọng. Nó quyết định trực tiếp đến việc xác định tình tiết vụ án, hung thủ thực sự của vụ án, có thể dẫn tới oan sai nghiêm trọng. Việc có nhiều sai lầm nghiêm trọng như vậy thì vụ án cần phải điều tra lại. Vậy mà 17 vị thẩm phán tối cao lại cho qua, thật là không thể hiểu nổi. Thế nên mới khiến cho công luận dậy sóng suốt mấy tuần qua. Án sai sót vi phạm tố tụng thì tất nhiên phải hủy để điều tra lại là vô cùng bình thường. Có vụ đến 3 lần bị hủy vì có vi phạm tố tụng, thế nhưng vụ hồ duy hại lại không có lần nào bị hủy. Vụ hồ duy hại được viện kiểm sát khẳng định có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng, thế nhưng nay đã 4 lần tòa biểu quyết ngược lại hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng phải kể đến. Một là chưa làm rõ mâu thuẫn về thời gian bị cáo xuất hiện tại nơi xảy ra vụ án vì nhân chứng đinh vụ thường đến bưu điện cầu voi gọi điện về Cà Mau lúc 19 giờ 39 phút 22 giây. Có thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện nhưng lúc vào 19 giờ 13 phút Hồ Duy Hải đang có mặt tại hiệu cầm đồ. Việc tiêu thụ thời gian sau đó thể hiện Hồ Duy Hải không thể có mặt tại bưu điện cầu voi trước 19 giờ 39 phút 22 giây nội dung này rất quan trọng cần làm rõ nên tại phiên giám đốc thẩm đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao cho rằng phải hủy bản án để thực nghiệm điều tra lại hai là quá trình khám nghiệm hiện trường có thu giữ được năm dấu vân tay trong đó có hai dấu thu tại trên cửa kính và lavabo kết quả giám định không phải là của bị cáo nhưng chưa rõ là của ai các tài liệu thu giữ dấu vân tay và truy nguyên dấu vân tay cũng không có trong hồ sơ vụ án ba là chưa rõ thời điểm chết của hai nạn nhân để xác định Hồ Duy Hải có phải là hung thủ hay không, cần phải hủy án để trưng cầu giám định thời điểm chết thông qua tài liệu khám nghiệm tử thi, mô tả thức ăn trong dạ dày và dấu vết hoen tử thi. Bốn là chưa làm rõ cơ chế gây ra một số vết thương trên cơ thể nạn nhân về khả năng con dao với đặc điểm bị cáo mô tả có thể gây ra các vết thương đó hay không. Năm là chưa làm rõ động cơ gây án của đối tượng vì kết luận của bản án sơ thẩm phúc thẩm về động cơ gây án chưa phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. Chủ tòa phiên tòa đã thừa nhận, nhưng trong quá trình nhận định của quyết định giám đốc thẩm, không nêu rõ những vi phạm này. Sáu là có nhiều vi phạm nghiêm trọng, thủ tục tố tụng, đặc biệt là bỏ ngoài, hồ sơ nhiều tài liệu quan trọng như lời khai ban đầu bị cáo không nhận tội, lời khai nhân chứng, tài liệu thu giữ dấu vân tay và kết quả truy nguyên cá biệt dấu vân tay cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Thế mới biết rằng phán quyết của 17 vị thẩm phán tối cao khiến cho dư luận thất vọng đến giường nào. Hồ sơ vụ án và kết luận điều tra cho thấy các tình tiết kết cấu thành một kịch bản thiếu logic và vô lý. Vụ án Hồ Suy Hải tại sao lại phải điều tra lại từ đầu? Phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Suy Hải đã khép lại ngày 8 tháng 5 với kết luận của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao bác kháng nghị của Viện trường Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về hủy án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại sự nguyên án tử hình đối với hồ Suy Hại bị kết án vì hành vi giết hai nữ nhân viên bưu điện cầu phoi tỉnh Long An vào đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008. Nhưng dư luận sau đó vẫn tiếp tục có những ý kiến trái chiều. Trong khi đó, một số bài báo nhà nước và một số nhân vật nằm trong bộ máy chính quyền cũng đã có những lập luận nhằm phản ứng lại. Báo Công an nhân dân chủ ra ngày 11 tháng 5 trong mục chống diễn biến hòa bình có bài lợi dụng vụ án hồ duy hại để xuyên tạc tạp trí tòa án nhân dân có bài vụ án hồ suy hại, nhiễu thông tin truyền thông vận đã làm ảnh hưởng đến chính trị cả nền tư pháp trước lời ông đại tá nguyễn minh tâm nguyên giám đốc trung tâm thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa học viện chính trị công an nhân dân thực tế vụ án hồ duy hải và một số vụ án khác đã bị các thế lực cơ hội chính trị lợi dụng và chúng tôi cũng biết rất rõ ai đứng đằng sau những thông tin bận để lôi kéo người ít hiểu biết về pháp luật và những vấn đề chuyên sâu của vụ án nhằm tạo sức ép lên cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng, thậm chí với cả lãnh đạo đảng và nhà nước. Trước đây những thành phần này tập trung vào vụ đồng tâm, nhưng sau đó do dịch bệnh COVID-19 nên tạm thời lắng xuống. Và giờ chúng lại bám vào vụ án hồ suy hại, coi như một miếng mồi mới để tiếp tục trả lưu, kích động dư luận xuyên tạc bịa đặt chống phá nhà nước có nghĩa là vẫn cứ là do các thế lực cơ hội chính trị bom phản động rồi truyền thông bẩn lợi dụng xuyên tạc chống phá có bao giờ nhà cầm quyền tự hỏi tại sao một vụ án kéo dài suốt 12 năm trải qua bao nhiêu phiên sơ thẩm phúc thẩm giám đốc thẩm nhưng vẫn không được đông đảo mọi người tâm phục khẩu phục bên cạnh những ý kiến của dư luận còn những người như đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội kiến nghị về vụ án Hồ Suy hại, và dường như đã có những tác dụng Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu để xuất hướng xử lý vụ án Hồ Suy hại theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan của Quốc hội nghiên cứu hồ sơ vụ Hồ Suy hại VN Express và viên trường viên kiểm sát nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí chúng tôi đủ căn cứ kháng nghị vụ hồ suy hại vn express có quá nhiều vấn đề đặt ra cũng như vì lợi ích chính trị của chính nhà nước cộng sản việt nam khiến họ nên nghĩ đến việc xem xét lại điều tra lại từ đầu vụ án này tại sao quá nhiều sai sót trong quá trình điều tra cho tới xét xử những sự sai sót này báo chí chính thống lẫn báo chí tự do mạng xã hội đã đề cập đến rất nhiều thiết nghĩ không cần phải lặp lại một cách chi tiết nữa chúng ta biết, nguyên tắc đầu tiên để hy vọng một phiên tòa công bằng là phải trọng chứng hơn trọng cung. Nhưng trong vụ án của suy hại, những vật chứng quan trọng như con sao, cái thớt là hung khí giết người đã bị hồ biến, mua lại ngoài chợ, mẫu màu thu được tại hiện trường, thì lại để tới 4 tháng sau mới giám định, nên không thể giám định được, không thu được dấu vân tay của hồ suy hại, tại hiện trường trong khi dấu vân tay khác, thu được thì lại chưa làm rõ sự sức tử vong của hai nạn nhân chưa thuyết phục thời gian để hồ suy hải có mặt tại hiện trường và phạm tội ác không lưu xích các phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm cho tới giám đốc thẩm đều chỉ dựa vào lời nhân tội của hồ suy hải mà ở nước này những chuyện nhục hình bức cung mở mục cung là chuyện chẳng phải hiếm hoi gì chứ không phải như hội đồng giám đốc thẩm cho rằng không có bức cung nhục hình đối với hồ suy hại hãy nghe ông nguyễn thanh trấn một trong những người tù bị oan sau đó được thạ kể lại việc ông được tập cho thành tục các động tác giết người để sau đó công an quay phim chụp hình ra sao từng bị án oan nguyễn thanh trấn kể lại chuyện tập giết người chính trị việt nam phiên tòa giám đốc thẩm có một số sự kiện khiến người dân cảm thấy không thực sự yên tâm điều này dư luận cũng đã đề cập đến chẳng hạn việc ông tranh án nguyễn hòa bình ngôi ghế chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm cũng là người đã từng bác kháng nghị sư lại vụ án trước đây hai thời điểm vụ án được đem ra sự rất nhạy cảm ngay trước đại hội 13 của đảng cộng sản nên những nhân vật có liên quan đến vụ án như ông tranh án nguyễn hòa bình ông trần quốc vượng từng là viên trưởng viên kiểm sát nhân dân tuổi cao 2007 2011 và nhiều người khác sẽ cân nhắc đến việc kết luận vụ án dự trên sự có lợi hay hại cho sinh mệnh chính trị của mình chứ không phải trên tính mạng một con người và sau đó đã quyết định chọn lựa sự an toàn nghĩa là ý án không xét lại điều tra lại gì nữa hết kết luận của hội đồng thẩm phán trong phiên tòa giám đốc thẩm chưa thuyết phục xuất phát từ cách tiếp cận của hội đồng thẩm phán vẫn giống như cách tiếp cận của hội đồng xét xử trong hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm nghĩa là chủ yếu sự vào lời khai của bị cáo và các nhân chứng gián tiếp như vừa nói ở trên. Về phía bị đơn vừa có thêm một tình tiết mới chứng tỏ bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải do luật sư và gia đình cung cấp. Đó là hung thủ là người thuần tay trái trong khi Hồ Duy Hải là người thuần tay phải dựa trên hướng vết cắt trên của nạn nhân. Và một tình tiết khác hoàn toàn bất ngờ đó là Nguyễn Văn Nghị, bạn trai của một trong hai nạn nhân từng bị thẩm vấn từng là tình nghi số một trước khi Hồ Suy Hại bị bắt, hoàn toàn biến mất. Vụ án Hồ Suy Hại lật tung hồ khẩu gần 4.000 hộ dân, chưa tìm ra lai lịch Nguyễn Văn Nghị, sơn Việt. Thay vào đó là Nguyễn Hữu Nghị, không chỉ khác tên mà cả năm sinh, nơi cư ngụ, nhân thân cũng hoàn toàn khác. Trong bài báo Câu Lưu Một Nghi Can, người lao động hay bài vụ hai nhân viên bưu điện bị giết, nghi can là bạn trai của nạn nhân, công an nhân dân đều sang ngày 16 tháng 1 năm 2008, tức 3 ngày sau khi vụ án xảy ra, Điều nói xấu Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1979, ngụ huyền Cai Lậy Tiền Giang, thậm chí có cả chi tiết nhà cửa rằng trinh sát phải mai phục tại nhà cha mẹ Nghị ở Cai Lậy, Tiền Giang mới áp giải được anh ta đưa về. Còn bây giờ theo trong hai bài báo Nguyễn Văn Nghị từng là nghi phạm vụ hù suy hại có thật đã ra nước ngoài bảo giao thông nguyễn hữu nghị tôi không liên quan vụ án bưu điện cầu voi cũng bảo giao thông thì nguyễn hữu nghị sinh năm 1985 ngụ xã an vĩnh ngại thành phố tân an gia đình sống ở đây mười chục năm qua những câu hỏi được đặt ra phải chăng công an điều tra đã làm việc tắc chắc đến mức không ghi đầy đủ tên nhân vật nghị khi hỏi cung nên báo trì mới tưởng tượng ra cái tên nguyễn văn nghị điều đó không thể xảy ra công an ghi đúng tên nguyễn hữu nghị trong biên bản nhưng nếu như vậy tại sao suốt bao lâu nay bảo chí viết sai nguyễn văn nghị mà công an tỉnh long an không đính chính và đừng quên thông tin về các vụ án cỡ giết người như vậy thường là do phía công an cung cấp đây là trò tung hỏa mù để tiếp tục che giấu cho nhân vật nguyễn văn nghị nào đó đang có âm mưu ngược lại từ việc công an phối hợp với truyền thông nhà nước nhằm tạo cảm giác toàn bộ thông tin trên mạng là vô căn cứ tào lao nên cái tên nguyễn văn nghị cùng với mọi lời đồn về thân thể con ông chầu cha bỗng biến thành trước quất với nguyễn hữu nghị và thân thế bình thường Sợ thuyết sau cùng hung thủ thực sự không phải là Nguyễn Văn Nghị, còn Nguyễn Hữu Nghị hiện tại thì không liên quan gì. Dù là lý do gì đi nữa, thì việc xác minh Nguyễn Hữu Nghị này có phải là Nguyễn Văn Nghị, nhưng đã thay tên, làm lại căn cước, đổi chỗ ở hay là một con người hoàn toàn khác, không lên can, Nguyễn Văn Nghị có thật không? Nếu không tại sao lại phải bịa ra một nhân vật Nguyễn Văn Nghị là điều không phải quá khó. Một vụ án liên quan đến hai con người bị giết và một người khác nữa sắp phải bị tử hình mà cứ như trò đùa, từ chứng cứ bản khai hồ sơ của những người bị thẩm vấn ngay từ đầu cho tới những nhân vật liên quan đến vụ án tất cả đều bị làm sai lịch, chỉnh sửa đã cho thấy không phải là một sự cầu thạ tách trách mà là cố tình làm sai lệch một cách có hệ thống nhưng tại sao lại phải cố tình làm sai lệch điều tra lại vụ án để xác định chính xác hồ suy hại có tội hay không nếu không thì ai là thủ phạm không những liên quan đến sinh mạng của một người là hồ suy hải làm nhẹ nhõm tâm can cho gia đình hồ suy hại làm vơi đi nỗi đau của gia đình hai nạn nhân đồng thời nếu nguyễn hữu nghị không lên can thì khỏi bị dư luận gì sao khó mà sống yên ổn không những thế điều tra lại vụ án cũng là điều có lợi cho chính nhà nước cộng sản việt nam có thể sẽ có những nhân vật phải bị kiềm điểm thậm chí phải vào tù vì những việc làm sai trái của mình nhưng nhà cầm quyền sẽ được sự mặt phần nào ngành điều tra và tòa án Việt Nam cũng vớt phát được chút niềm tin còn sót lại trong dân chúng. Đừng nghĩ đến chuyện phải thắng dân chứ không được thua. Xưa nay có bao nhiêu lần nhà nước này có cơ hội để ghi điểm trong mắt người dân mà họ lại không làm. Hai ví dụ gần đây nhất là vụ đồng tâm và vụ hồ suy hại. Chỉ cần họ giải quyết có tình có lý một chút thôi là người dân lại vỡ hòa hạnh phúc lại hết lời ca ngợi ơn đảng ơn nhà nước nhưng không họ cứ quyết phải bảo thủ đến cùng tại sao là vì họ nhất quyết không bao giờ chịu thua dân dù chỉ một ly một tí không bao giờ chịu nhường dân nếu làm sai họ sẽ dùng một cái sai lớn hơn để bảo biện nếu phạm một tội ác họ sẽ dùng cái ác lớn hơn để che giấu với nguyên tắc không thừa nhận sai không thua dân vì nếu nhường một bước thì sẽ phải nhường tiếp thay vì cứ luôn mang tâm lý coi dân như kẻ thù phải đề phòng đối phó hơn thua hãy lắng nghe ý kiến của dân hãy đặt lợi ích của dân tính mạng của dân lên trên làm được điều đó chính là cách để các ông bảo vệ chế độ hữu hiệu hơn là dùng bạo lực hay sự rời trả gấp bao nhiêu lần